Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án AirDrop trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án AirDrop ăn chia 132.400 đô token LGT mọi người nhé. Dành cho hình như dự án random mọi người ạ. Và mỗi người sẽ nhận được 25 đô token nhé. Để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên này. Sau đấy nhập mã captcha đây cho mình nhé. Ok, sau khi join vào captcha rồi, bây giờ bấm join vào kênh Telegram cho mình. Join vào kênh group Telegram. Ở đây mình đã join rồi. Follow, like và retweet kênh Twitter. Bấm vào submit data này. Ở đây nhập email của mọi người vào đây cho mình. Rồi, bây giờ các bạn follow kênh Twitter này cho mình. Bấm theo dõi kênh Twitter, like và retweet lại kênh Twitter. Ở đây là dự án rau ba mọi người nhé. Bấm theo dõi kênh Twitter này. Sau đó tìm xuống bài đăng, kéo xuống bài đăng xem có bài đăng nào không. Ở đây bài đăng của dự án đây. Các bạn bấm like này, retweet lại bài đăng. Khá nhiều người tham gia mọi người nhé. Quay trở lại AirDrop tiếp tục. Copy lại profiling kênh Twitter của mọi người, sau đó gửi vào Telegram cho mình nhé. Ok, ra vào kênh Discord và gửi username kênh Discord của mọi người vào đây cho mình. Kênh Discord thì mọi người có thể vào nhóm Telegram để lấy nhá. Các bạn có thể vào kênh Telegram để mọi người lấy. Đây, các bạn vào đây mọi người xem vào kênh group Telegram này. Vào đây xem có kênh Discord không nhá. Đây, chắc này trong này có Discord đấy mọi người. Để mình tìm xem nào. Ok, cái phần Discord thì lát nữa mình sẽ tìm và mình sẽ để ghim ở dưới phần link cho mọi người nhé. Rồi bây giờ các bạn gửi username cái Discord vào cho mình nhé luôn. Ok. Rồi tiếp theo các bạn do vào kênh liên kết, like và retweet và copy lại link retweet này gửi vào tay ra cho mình nhé. Tìm đến bài đăng của dự án. Đây bài đăng dự án này, các bạn bấm like này, retweet này và comment cho mình. Rồi bấm tweet lại. Sau đấy sao chép lại cái link retweet này. Đây sao chép lại link này. Gửi vào Telegram cho mình. Ok. Các bạn đã join vào kênh Telegram chưa? Bấm Z, đã join rồi bấm Z. Địa chỉ ví thì các bạn sao chép địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Hoặc địa chỉ ví ETH cũng được. Rồi vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví của mọi người này. Sau đó quay trở lại Telegram thôi. Các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây cho mình. Ok. Tiếp tục ra vào kênh group Telegram đây, ra vào hai kênh group đây, sau đấy bấm một comlet nhá. Mình thoát ra kênh này. Ok, mình thoát bớt số nhóm này. Rồi, tham gia kênh này. Ok, chat cho mình từ đây. Rồi, sau đó quay trở lại Telegram tiếp tục. Bấm vào comlet. Và chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ nhá, bấm 3 lần cho sức dư. Ở đây là một kèo random mọi người nhá. Nếu như các bạn nằm trong số một người may mắn thì mọi người sẽ nhận được 25 đô token LGT. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.